chúng ta nên làm gì khi con ăn vạ, khi mà con đang khóc lóc, gào thét để đòi ba mẹ phải làm theo ý của mình. Liệu rằng những cách tiếp cận như là la mắng, dọa nạt, phạt bé hay thậm chí là đánh đòn để cho con nghe lời, để con dừng hành vi đó lại, liệu có thật sự là hiệu quả về lâu dài hay không? Xin chào mọi người, mình là Thuận, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Bỉm Sữa của mình. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề mà mình nghĩ được rất nhiều ba mẹ quan tâm cũng như rất là đau đầu, đó chính là con ăn vạ. Mình xin phép dùng từ ăn vạ để diễn tả cho các hành động như là khóc lóc, la hét, mè nheo, ném đồ vật, giãy dụa trên sàn nhà hay là đánh ba mẹ của các bạn nhỏ khi mà có những điều không mong muốn xảy ra. Mình cũng đã có các video chia sẻ về khủng hoảng tuổi lên 2 và khủng hoảng tuổi lên 3. Nếu mà mọi người chưa xem thì có thể xem lại những video này để hiểu về sự phát triển tâm lý cũng như là hành vi của trẻ trong giai đoạn này nhé. Phần lớn nguyên nhân mà trẻ ăn vạ là do phần vỏ não trước trán của bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Bạn không thể mong đợi một em bé chỉ mới 2-3 tuổi mà phải hiểu chuyện, phải biết giải thích cho mẹ những điều mà con muốn, hay là con phải biết phân biệt được hành vi nào đúng, hành vi nào sai, con không được la hét, con phải biết điều hòa, biết tiết chế cảm xúc của mình, rồi dán nhãn cho con là em bé rất là lì, quậy, hư, nói không biết nghe. Nhưng bạn có biết là những điều thật sự ẩn sau hành vi ăn vạ của trẻ đó chính là những lúc mà trẻ thật sự cần giúp đỡ. Bởi vì trẻ chưa có đủ khả năng để có thể tự điều hòa những cảm xúc mà mình đang trải qua, cũng như là chưa có khả năng để có thể giải quyết được vấn đề mà trẻ đang gặp phải. Nhiều mẹ cũng thường nói là khi mà thấy con đi học ở trường hay là con chơi với một người lớn khác thì con rất là ngoan ngoãn. Tuy nhiên khi mà về nhà với mẹ thì con lại nhõng nhẽo và ăn vạ. Điều này cũng khiến cho nhiều mẹ khá là bối rối, không biết là có phải do mình là mẹ thất bại, mình không biết dạy con hay không. Thì thực tế là bạn nên vui nếu mà con thường hay nhõng nhẽo với bạn, bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng và an tâm của bé đối với bạn. Bé chỉ thường nhõng nhẽo với những người mà bé thật sự cảm thấy tin tưởng mà không phải dè chừng. Và khi hiểu được điều này, bạn sẽ cảm thông hơn với mỗi lần mà bé ăn vạ. Một trong những quyển sách về nuôi dạy con mà mình rất là thích đó là Phương pháp dạy con không đòn roi. Đây là quyển sách đã được dịch sang tiếng Việt với bản gốc là No Drama Discipline của hai tác giả rất là nổi tiếng, đó là tiến sĩ Daniel Siegel và tiến sĩ Tina Bryson, đều là các chuyên gia nghiên cứu sâu trong các lĩnh vực thần kinh học, tâm lý học, trẻ em và vị thành niên. Thì trong quyển sách này tác giả có ví bộ não của trẻ như là một ngôi nhà có hai tầng. Phần não bộ tầng dưới thì đảm nhiệm các hoạt động thần kinh và tinh thần cơ bản nhất, như là những cảm xúc mạnh mẽ, những phản ứng phản xạ theo bản năng, và những chức năng cơ bản như là thở, điều tiết chu kỳ giấc ngủ, thức dậy và tiêu hóa. Và chính não bộ tầng dưới là thứ khiến cho một đứa trẻ mới biết đi sẽ ném đồ chơi hay là cắn ai đó nếu mà bé không được thỏa mãn một cái điều gì đó. Còn não bộ tầng trên thì chịu trách nhiệm về những suy nghĩ tinh vi và phức tạp hơn, như là những kỹ năng suy luận, điều chỉnh cảm xúc và hành vi, khả năng thích nghi, ra quyết định, sự đồng cảm, v.v. Thì ở trẻ là chưa hoàn thiện và cần nhiều thời gian để phát triển cho tới khi đạt đến 25 tuổi. Cho nên mỗi khi mà con ăn vạ thì bạn hãy xem đây là một cơ hội để chúng ta có thể hướng dẫn con xử lý vấn đề cho những lần sau. Cũng là cơ hội để chúng ta giúp con luyện tập sử dụng não bộ tầng trên của con. Bây giờ bạn hãy hình dung về một ngày mệt mỏi nhất của bạn gần đây. Hôm đó có thể là bạn đang rất là buồn, hoặc cũng có thể bạn rất là tức giận, hoặc cũng có thể là bạn đang thất vọng về một điều gì đó, và bạn gọi cho người mà bạn tin tưởng để giải bày tâm sự của mình. Thì những điều bạn nhận lại được từ cái người đó là: hãy bình tĩnh đi nào. Hoặc người đó có thể nói là: trời ơi, chuyện đó có gì đâu, tại sao lại làm quá lên như vậy, ngoài kia còn có nhiều người vất vả hơn cái kia. Hoặc cũng có thể người đó nói là: bình tĩnh lại nào, ngồi đây bình tĩnh đi, cho đến khi nào bình tĩnh rồi vui vẻ trở lại đi rồi hãy nói chuyện với mình. Thì khi đó bạn cảm thấy như thế nào? Có phải là bạn sẽ cảm thấy sự việc tồi tệ hơn đúng không? Và sau này khi mà bạn có chuyện buồn thì bạn có còn tìm cái người đó để bạn chia sẻ nữa hay không? Thực tế thì đây chính là những điều mà chúng ta thường hay nói với trẻ khi mà trẻ ăn vạ. Khi mà con đang không bình tĩnh, con khóc lóc như vậy á, thì dù bạn có nói gì hay là bạn có làm gì thì cũng vô ích thôi. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng hai nắm tay của mình là hai bộ não của bạn và của con đang ở trạng thái bình thường nhé. Rồi khi mà con đang mất bình tĩnh, con khóc lóc, la hét thì bộ não con sẽ như thế này. Nếu lúc này bạn cũng mất bình tĩnh, bạn bắt đầu tức giận thì bạn sẽ cố gắng tìm cách để la hét, quát mắng to hơn con, để trấn áp con, để bắt con phải nghe lời mình. Thì vô tình lúc này bạn đang kích thích phần não bộ tầng dưới của con, và phần não bộ tầng dưới này sẽ phản ứng lại bằng cách là gào thét, khóc lóc dữ dội hơn nữa. Rồi kết quả là con cũng không học được bài học gì cho những lần sau,
và bạn thì càng cảm thấy căng thẳng, stress và bất lực với con. Nhưng thực tế là chúng ta vẫn còn một cách phản ứng khác. Đó là khi mà bộ não con đang mất bình tĩnh, chúng ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách xoa dịu con, trấn an con, cảm thông với con, kết nối lại với con để từ từ làm dịu bộ não tầng dưới của con và kích thích não bộ tầng trên của con. Thì lúc này khi mà con đã trở về trạng thái điều hòa bình tĩnh rồi á, thì mới là lúc não bộ của con sẵn sàng tiếp nhận những lời mà bạn hướng dẫn, những phương án của bạn, những lời giải thích của bạn. Rồi, cụ thể các bước mà mình đã làm khi con ăn vạ là gì? Đầu tiên, mình sẽ đặt câu hỏi trong đầu để tìm nguyên nhân vì sao mà con lại ăn vạ. Thật ra là trẻ con mà có rất là nhiều nguyên nhân, đôi khi thì rất là vô lý, không có tính logic gì hết. Nhưng mà như vậy mới là trẻ con. Và mục đích của việc đặt câu hỏi này á, là để nhắc nhở bản thân mình chậm lại một nhịp để mình quan sát lại toàn bộ sự việc trước khi mình phản ứng với cái việc mà con đang lăn ra khóc như thế. Bước thứ hai đó là mình sẽ giữ bình tĩnh. Mình sẽ đưa con vào một góc bình tĩnh mà hai mẹ con đã quy định từ trước. Có thể là trong phòng ngủ, ngoài ban công hay là trong phòng của con. Và mình cảm thấy cách này á, giúp con tách ra khỏi cái khu vực khiến cho con ăn vạ, thì con cũng dễ điều hòa lại cảm xúc của mình hơn. Hơn nữa, nếu mà bạn ở chung với ông bà hoặc là nhiều người thân á, thì việc đưa con vào một nơi yên tĩnh cũng tránh được việc người khác can thiệp vào khi mà bạn đang giúp con điều hòa lại cảm xúc của con. Bước thứ ba đó là lắng nghe, cảm thông và kết nối với trẻ. Mình sẽ để cho con khóc một chút, rồi mình hỏi là con có muốn mẹ ôm không? Sẽ có lúc Peanut muốn mẹ ôm liền, nhưng mà cũng có lúc thì con lắc đầu và con tiếp tục khóc. Thì mình sẽ nói là mẹ sẽ ngồi đợi con, khi nào con khóc xong thì ôm mẹ nhé. Bạn cũng có thể đặt tay lên vai con, nắm tay, xoa lưng con và ôm con. Sự đụng chạm nhẹ nhàng như thế này, theo giải thích của khoa học á, là sẽ giúp sản sinh ra những hormone dễ chịu như là hormone oxytocin và opioid vào trong não và cơ thể, và làm giảm mức độ của hormone căng thẳng, chính là hormone cortisol. Thì đây là cách mà giúp cho chúng ta kết nối nội tâm với trẻ. Cách này rất là hiệu quả. Bạn sẽ thấy con từ từ dịu lại, dù có đang la hét đến cỡ nào. Còn nếu trong trường hợp mà bạn đang mất bình tĩnh á, thì bạn chỉ cần ôm con, xoa lưng con và không cần nói gì thêm. Rồi sau đó khi mà con đã dịu lại và đã kết nối lại được với con rồi, thì bước 4, chúng ta sẽ hướng dẫn con hoặc là đưa ra giải pháp cho con trong cái tình huống đó. Lúc này thì con đã sẵn sàng lắng nghe và dễ dàng hợp tác với bạn rồi. Tất nhiên là hướng dẫn hoặc là giải pháp mà bạn đưa ra á, nó phải phù hợp với khả năng nha, với độ tuổi và tính cách của con nữa. Một lưu ý của mình ở đây á, đó là những giải pháp mà mình đưa cho con, nó vẫn sẽ nằm trong cái giới hạn. Mình sẽ không vì con khóc lóc mà chiều theo ý của con. Mình có thể giải thích cho con lý do con không được làm cái điều đó và hướng con sang một cái giải pháp khác. Trong trường hợp khi mà con khóc lóc ăn vạ ở nơi công cộng á, thì bạn có thể đưa con vào một nơi vắng người hơn, rồi chờ con giải tỏa cảm xúc của mình, kết nối lại với con, rồi sau đó đưa ra phương án phù hợp trong tình huống đó. Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cách thức hoạt động của não bộ trẻ như vậy á, thì chúng ta sẽ cảm thông và sẽ tìm được cách để phản hồi phù hợp trong từng tình huống khi mà con ăn vạ. Hiện tại Peanut nhà mình đang được 4 tuổi rưỡi và mình đã luyện tập cũng như là áp dụng thực hành những bước này trong suốt 2 năm qua, cho đến khi mà mình thuần thục và mình cảm thấy có hiệu quả với Peanut thì mình mới làm video này để chia sẻ lại với mọi người. Mình biết là việc giữ bình tĩnh khi mà con ăn vạ hay là khi con thử thách chúng ta là một điều không hề dễ dàng một chút nào hết. Và mình đã phải luyện tập rất là nhiều, luyện tập điều hòa cảm xúc của bản thân, luyện tập hạn chế, giảm bớt cơn nóng giận khi mà thấy con ăn vạ. Từ đó thì cảm thông với con nhiều hơn. Thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp con vượt qua những cảm xúc khó khăn đó. Và từ đó chúng ta mới dạy con, hướng dẫn con những hành vi đúng để giảm tránh lần ăn vạ sau. Thì sau một thời gian mình áp dụng phương pháp kết nối với con á, mình cảm thấy rất là hiệu quả. Bây giờ thì con đã ít ăn vạ hơn trước đây rất là nhiều. Con hiểu chuyện hơn, cũng như là những lần ăn vạ khi mà con khóc lóc á, nó diễn ra khá là nhanh, chỉ tầm vài phút là con không còn khóc nữa. Bởi vì con biết là khi mà con ngồi khóc với mẹ thì mẹ sẽ luôn luôn là người lắng nghe và đưa ra cho con những phương án phù hợp. Và Peanut rất là tin tưởng mẹ, cũng như là con bắt đầu học được cách chuyển hướng cảm xúc khá là tốt gần đây. Và một điều mà mình cảm thấy rất là vui nữa đó là khi mà con thấy Henry khóc, là em Henry khóc á, thì con cũng đến xoa xoa lưng Henry rồi vỗ về hỏi Henry là Henry ơi, có chị đây, đừng khóc nữa, Henry nín đi. Tức là con cũng hiểu được cái cách để xoa dịu em khi mà em khóc. Và điều này làm cho mình cảm thấy rất là vui và rất là ngạc nhiên về con.
Mình hy vọng là video này đã chia sẻ được thêm những thông tin hữu ích đến với các ba mẹ, cũng như là những góc nhìn về việc ăn vạ của con và cách mà mình đã áp dụng khi mà con ăn vạ. Nếu mà mọi người thích những chủ đề như thế này thì đừng quên like video và để lại bình luận cho mình biết để mình tiếp tục làm những chủ đề về nuôi dạy con nhé. Và mình cũng chờ mọi người chia sẻ video này đến với các ba mẹ đang cần nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình có video mới vào thứ năm hàng tuần. Kết nối mình trên Facebook và Instagram để theo dõi cuộc sống hàng ngày của mẹ con mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.